Chào, hello. Chào anh em. Chào anh em. Đây, mới sáng tác được bài. Mới sáng tác một bài. Anh muốn mua tivi à? Bạn muốn mua tủ lạnh à? Đến điểm máy xanh. Bạn muốn mua xe tăng? Đến điểm máy xanh à? Bạn muốn mua xe lạnh? Anh hít, mày hít. Đến điểm máy xanh. Sao cái nọ phong kiểu kiểu nọ thế? Lở đá. Bạn muốn mua TV